may đến bây giờ ấy, nhìn nó to như thế thôi nhưng mà Nhưng mà mình còn ở yếu hơn cả mình nữa. em bị ở em bị tiêu chảy vì đau bụng ăn Bị đau vô bụng đúng rồi hợp ấy, ăn vô à? trong bé tôi bao đúng hợp lên cứ đi vệ sinh liên tục luôn rồi cho bị mất nước ấy. Bán hàng chị ơi, chắc là tối nay bán hàng hay sao ấy, xong rồi ngày mai sẽ giải cứu mực nha mọi người ơi. Giải cứu mực Em lên dưới rồi đúng là năng à? Mọi người đều mệt chưa hết? Mệt đấy hả? Nhưng mà không sao. Mình tắm rồi. Về, đúng rồi, về đi chợ Mai Trang. Cái chợ mà hôm mà mẹ chở Linh đi xong rồi là các cô lại ôm xong rồi kêu con rể các kiểu ấy. Cái video mà từ ngày xưa ấy. Về đó rồi đi lại Tối nay sẽ đặt nem nướng Nha Trang về ăn tối. À, về ăn buồn khuya. kỳ vậy không khi cái khoảnh khắc buồn nhất là kính tẩy hay đi về trên lấy một cái video tẩy trang con trẻ về đây mà Khiếp, một chặt một phong anh bảo mạnh mẽ như thế mà còn khóc à? một mình một phong mẹ đi nghe cái nhạc đấy vừa cảm nhận nhạc cái vừa tìm hình ảnh để ghép vô đấy video đấy em ghép đấy Môi khô. bây giờ đúng cái cảm giác chỉ Dẫn mang Liên Đô đi làm tóc. Tóc Liên Đô thì làm như nào mọi người? tập cái đâu bị xoắn Đi à ép massage thăng chân à? ép thăng Gần đây có một tiệm massage chân các kiểu, cho Linh Đồ đi massage chân thử. Linh Đồ chắc chưa bao giờ đi massage chân đâu đúng không? Anh Quang Linh đang ở Đà Nẵng, mua cho ông bố tóc giả cho giống người Việt Nam nhỉ. Ông nhìn ông cái vẻ bề ngoài rất chi là nước ngoài, cho nên mọi người nhiều người chưa biết ông á, cứ kiểu nói tiếng Anh với ông, sau ông nói tiếng Việt một phát kiểu mấy người kiểu ngạc mấy nhiên tiếp chưa. viên nó còn ngạc nhiên Tiếp viên còn ngạc nhiên chưa, kiểu ủa người nước ngoài không biết tiếng Anh đi biết tiếng Việt ta. Buồn cười lắm. Chị lại búi tóc à? Chị đang đây, mình bây giờ đang còn chờ các anh chị nhỉ. Các anh chị hỏi là bọn em thích đi ô tô hay đi xe máy, mình trả lời là phải cho ông Linh Đồ trải nghiệm đi đi xe máy đội mũ bảo hiểm. ừ vậy như đi mô tả là về mấy cái camera safety ấy Đúng là rồi, cái không có tăng là công an bắt. nó tăng cả tao được con cứu sao tao mày đồng vô chú chi muốn muốn ta Lát sẽ bôi kem trắng da cho Linh Đồ. À, bôi kem chống nắng nhỉ. Mặc dù da đen nhưng mà đòi kem chống nắng nhá. Chị kể Linh Đồ ngồi máy bay hả? Ngồi máy bay xem kênh của Quang Linh Vlog với là hôm nay đăng kênh của Linh Đồ là cái video nào đấy? Video là ngồi máy bay đấy phải không? Ra Thái Lan ngồi máy bay đấy phải không? Ngồi máy bay về Việt Nam á? Bình thải Thế cái visa ngồi Việt Nam Airlines là visa nào? Ngày mai à? Hả? Visa khảo à? Ngày kia. Đâu Nam với Hoàng đâu? Lôi không biết lôi sang chưa? Lôi sang nhà chưa? Nam với là Nam Hoàng đâu? Nam dậy rồi thì chắc là ông Lôi cũng sang rồi đấy mọi người. Ông Lôi sáng ra là cứ đi vào một nhà xong rồi gọi tất cả mọi người dậy thôi, mà vừa dậy vừa bắt tay. Ông nói đến nơi đâu á ở ngoài ngồi cho điếc ngủ cũng ngủ được Ông gọi điếc tai luôn. Ông gọi khi nào mà mình khi mà phải dậy thôi phải kiểu như nào, dậy phải khỏi trả giường lời dậy khỏi giường ở dậy khỏi giường thì thì ông mới ông mới ra nha. tha chứ không là Ông ông có đừng cầm cho ông có lỗi không là ông lôi tay. Hôm ông lôi mình nhiều quá xong rồi hình như mình ngủ mơ là có thằng bé lôi tóc mình cái giật tóc mình đấy, mọi người còn nhớ cái vụ đấy không? Thì như thế đấy nhỉ. hình như nhìn là làm yêu cầu thôi hả Đâu
đây cả 10 năm đấy. Đây ông nói ông có vào ông có phải anh em mình đâu à, bảo Nam hôm nào cho Lôi xem cái video của các cô các chú đi ngồi trên máy bay á nhỉ, để xem ông Lôi ông có đặt tin chưa. À chắc chắn là phải đi thăm Lăng Bác rồi, và khi nào về quê thì sẽ đi cười bạc quê bác, nhưng mà cái này phải chờ Linh về nữa xong rồi đi cho đi cùng nha, chứ bọn mình không đi một mình. Bây giờ bọn mình chỉ đi kiểu review đồ ăn nhỉ? đồ ăn ở Review bên đồ này ăn xung quanh đây các kiểu thôi. cho nên đồ ăn Việt Nam nó Ừ. khiếp đồ Việt Nam luôn. Ăn cho ngán thì thôi. Bình thường mọi người về Việt Nam thì đỡ hơn nhiều, nhưng là cái không ngủ được, Bây giờ mình buồn ngủ này. chưa đâu tỉnh. Bây giờ mắt mình rượu này. Người bên kia 19 giờ sáng. Giờ chị đang ở Hà Nội. Đây đây là cái góc live huyền thoại của mình. Lúc nào cũng live ở đây. Nhưng lịch trình của Hôi Linda khô nhỉ. thì chưa biết được mọi người. Đang ở Angola thời tiết đang đang thích. Đây hãy yêu cầu mình làm à? Đang mát mẻ, đang kiểu gọi là sao? Không, để ta đứng ở trong điều hòa tính nó ra một tí nó mồ hôi chảy Đang lên. ngồi trong điều hòa nó sướng, đi ra ngoài trời một phát mồ hôi ra nó cứ rít 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 vào da này này này, kiểu thời tiết bên Angola thích hơn nhiều nha. Nhờ à cái áo này á, cái áo này sắp bán ngày mùng 8 tháng 8. Anh Hoàng khóc nữa kìa chị, đâu ông Hoàng đâu, có ai đâu, sao không mời được ai ta. Ông nào không lên À, chắc là đang ngủ hay ông sao. đang ngủ dậy đó Cái gì có ai hỏi chứ không cứ hiểu cứ ư ư mơ mơ à mơ 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 ông không có mời được đâu. Dắt Linh đồ đi ăn kem khỏi á. À tính là hôm là chờ Linh lại là chờ Linh để đi phố đi bộ nữa nhỉ. Yeah. Mọi người cho bọn mình xin một chút đồ ăn Hà Nội được không? Mặc dù là mình học với làm việc ở đây nhưng mà mình toàn là gói ship về nhà. Mình là gốc Nghệ An, không có Đúng rồi, mình là gốc Nghệ An cho nên là đồ ăn Hà Nội mình cũng kiểu không không được rõ. Bún đậu, ok bún đậu mắm tôm này. Chắc chắn là sẽ có trứng vịt lộn, nem rán, bún đậu mắm tôm. Lẩu ếch. À nem lùi này, kem Tràng Tiền này. Eo ăn như này. Làm sao mà ăn hết được ta. Ở Ngan Cháy Tỏi nổi tiếng này. Cháo lòng. Cháo lòng thì bên Angola cũng ăn rồi nhưng mà không biết ở đây như thế nào. Bánh xèo. Giò bún đậu phở 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 lúc sáng ông Linh đồ đi ăn phở ăn hai bát mọi người ạ. Bánh tôm Hồ Tây, bánh tôm Hồ Tây mình chưa ăn bao giờ luôn đấy. À, mì tôm Hào Hào à, mì tôm Hào Hào bên kia có, bên 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 kia Linh cũng mua cà phê trứng à, ổn đúng rồi cà phê trứng.